Thế em cứ nói đi anh nghe nó, làm sao mà cứ phải úp mở thế nhỉ? Em thích anh. Mua nick Free Fire Liên Quân tới ngay supsikẹo.vn đền bù 100% với tài khoản lỗi. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sikẹo. Hình như là ở phía dưới có người thì phải anh em ơi. Ôi vãi trưởng, có người thật luôn này. Đâu vậy? Đâu vậy ta? À đây rồi. Đây rồi hả? Cái đậu xanh này lên bảng đếm số cho em ơi. Ok, rất là dễ thì mình đã có được một mạng đầu tiên luôn. À, vãi lúa. Ở ngoài đã con người này. Vãi cả trưởng này, ok chưa? Xanh mộ cho em ơi. Ờ, như vậy là mình đã có được 2 kill đầu tiên luôn anh em ơi. Anh em thấy là có đơn giản không ạ? Và hiện tại thì kẹo đang sở hữu combo súng đó là một cây MP40 này. Với lại chúng ta còn có thêm cả một cây AWM nữa cơ mà, hay còn gọi là AWP nha anh em. Uầy, đây là combo gọi là combo mà mình bắn AWM công nhận là mù mắt luôn anh em ơi. Combo súng thì khá là tốt, mỗi tội là kẹo bắn như quần què thôi. Nhưng mà kệ, hôm nay thử xem cầm cây AWM xem là có tạo ra được mấy cái pha highlight không nhỉ anh em. Ok, ten ten. Và theo chân kẹo nào, có một cây nấm ba củ, ăn luôn chứ ngại gì hả mọi người. Mới sáng ngủ dậy cầm luôn điện thoại chơi game. Không biết là anh em có giống như kẹo không, nên là hiện tại giọng mình nghe như quần què vậy anh em ơi. Nghe nó rè 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 rè. Cơ bản là mới ngủ dậy anh em ạ. Nhưng mà tôi kệ đi. Nào, có một cái nâng giáp này. Ok, như vậy là sắp có giáp xịn để sai rồi anh em ơi. Let's go nào. Và mình sẽ chạy qua phía này con nào anh em. Ờ vãi trưởng, đang chơi game tự nhiên con bé ở quán cà phê mà mình hay uống tự nhiên hôm nay nó gọi cho mình nhở. Tôi nghĩ anh đang chơi game, đang game gọi quần què. Lôi anh em, cái cảm giác mà đang chơi game có người gọi cay cú vãi trưởng luôn ra các bạn ơi. Thề luôn, đang trai hát làm clip cho anh em, tự nhiên gái gọi đậu xanh. À đây này, bên dưới có một đứa nha anh em ơi. Từ từ, ok, mình sẽ cố gắng như nào canh cho nó vỡ đầu luôn anh em. Ui vãi trưởng, nó chạy vào trong rồi. Thế thì chơi gì nữa hả anh em ơi. Ok ok, vậy thì mình chạy qua đây, đẩy luôn vào sơi nó luôn anh em. Sao phải ngại nhỉ. Ok, thêm một thằng nữa hả? Làm sao, muốn cái gì? Bây giờ chủ muốn cái gì? Ok ok. Ui, đấy, đang tính về để căn sọ nó. Nãy giờ gái gọi xong gái mất cả tập trung. Mà mình không biết nữa là nó gọi cho mình có cái việc gì anh em. Cơ bản là mình có hay uống quen ở cái quán cà phê đấy. Chả hiểu sao đi uống cà phê được mấy hôm, con bé nhân viên nó xin số điện thoại mình. Hôm nay tự nhiên đang chơi game gọi điện, không biết là có cái việc gì không anh em. Đấy, vừa nói xong nó lại gọi đây này anh em. Thôi nhá, nghe máy cho xong đi để còn chơi game anh em. Alo, anh à. Ừ anh đây, thế làm sao? Thế làm sao mà đang chơi game mình gọi điện, gọi gì gọi lắm thế hả? Ừ, em có chuyện muốn nói. Thế em cứ nói đi anh nghe nó, làm sao mà cứ phải úp mở thế nhỉ? Em thích anh. Ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa. Này này, không đùa đâu đấy nhá. Sáng ra anh mới ngủ dậy xong chưa nghe rõ em nói lại anh nghe coi nào. Em thích anh. Ơ thế á? Thế lát xong trận game anh gọi cho nha. Sáng hê. Vãi cả, xà ráng hê luôn. Vãi, tôi nhớ là em yêu anh tiếng Hàn nó là xà ráng hê mà anh em. Thôi lát gọi điện lại cho con bé. Ui dồi, chết dở, đang chơi game tự nhiên có đứa nói thích mình xong lại còn là xà ráng hê em yêu anh nữa. Chết chết tôi không chứ lại anh em. Hay, sáng ra mới ngủ dậy xong. Thôi kệ, lát chơi xong trận game đã. Cơ bản là đang làm video cho anh em xem. Đấy, gái gú gì tầm này, nhà bao việc. Đang bận làm video game cho anh em. Đấy, con bé nó cứ gọi gọi gọi. Ơ mà trời lạnh rồi, lại còn sắp đến Noel nữa cơ mà. Thế là anh em đã có người yêu đi cho Noel chưa? Ui dồi, anh em nào mà chưa có thì phải nhanh kiếm người yêu thôi. Không chứ còn ở Noel để bọn cặp đôi nó dẫn nhau đi chơi, còn anh em ở nhà là hơi bị tủi thân luôn. Thôi, quay trở lại cái vấn đề chính của trận đấu ngày hôm nay. Hiện tại thì kẹo mới chỉ có được 2 kill ở trong cái trận đấu này thôi. Nãy giờ mãi nói chuyện với em gái kia, thế là đã bắn thêm một kill nào đâu. Và tình hình là còn lại 23 người chơi nữa nha anh em. Ok ok ok, lượn lờ xung quanh đây để kiếm người con nào. Hello, có ai không đây? À đây rồi. Thằng nào, chạy kia vậy? Đậu xanh này. Chạy đâu hả em ơi, làm sao muốn chạy không? Một viên nữa nha em ơi. Úi dồi, vãi trưởng. Nó chạy nhanh quá anh em ơi.
không là một viên nữa kẹo xử nó luôn này. Thôi xong rồi thằng bé lại ngồi núp cột rồi. Thế này làm sao mà ăn được nó hả anh em ơi? Kiểu này là hơi bị gian nan nha anh em. Mày chạy này, thôi xong. Bắn ngáo vãi ra luôn thể. Tự nhiên đang chơi game. Thế là em gái kia em mới gọi. Bây giờ chơi game cái là bủn rủn hết cả tay chân. Hỏng rồi, toang cả rồi anh em ơi. À và tôi xem nào, chúng ta sẽ lượn lờ qua phía này coi. Nà ní, à có thêm được băng đạn tiểu liên ngon vãi ra nhỉ anh em. Thằng nào trên, hả? Thằng nào trên, nổ cho anh cái địa chỉ cái con nào. Vãi cả trưởng, làm sao muốn cái gì, chạy đâu hả em? À, chú tính chạy đâu với anh hả? Cho nó quả lựu này. Chuẩn bị nha em ơi, lên bảng đếm số đi em ơi. Ăn lựu no chưa hả? Chú nghi chú là ai vậy? Thế là xong luôn 3 kill. Nó lại easy quá nhỉ anh em. À tầm này, đây, loot xác nó luôn. À công nhận là thằng này đồ nó cũng nhiều đồ ngon đấy chứ anh em. Ok luôn, có cái chảo che mông rồi. Thế này thì không sợ bị ăn bắn lủng mông rồi anh em ơi. Ok ok ok. Đây. Ui vãi trưởng. Lại người nữa hả? Ui rồi mù mắt. Mù mắt tôi anh em ơi. Thôi xong rồi, cái này là bắn mù mắt rồi anh em ơi. Bắn mù mắt rồi này. Lên bảng chưa buồn chưa hả? Mấy cái thằng này láo nháo tính ăn kẹo sao vậy hả? Đậu xanh, ăn là ăn kẹo thế nào hả anh em? Ok, quân tí máu phát cơ nào. Ui vãi trưởng. Bên này còn người anh em ơi. Bình tĩnh bình tĩnh. Bình tĩnh thôi anh em ơi. Bên này đang còn người nha. Ok ok ok. Súng đạn sẵn sàng rồi nhá. Ơ thằng nào ở dưới nhở? Ơ vãi trưởng. Thế là rốt cuộc là thằng nào ở dưới anh em nhở? Từ từ tôi xem, tôi chạy xuống dưới cái quen nào. Hỏng hết bánh kẹo rồi đứa nào. Ui vãi trưởng. Này 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 này. Này đừng thế. Đừng thế. Sao bạn lại nỡ lòng nào bạn ức hiếp mình vậy? Ơ nó ở cái chỗ tảng đá kia phải không nhỉ anh em ơi? Hình như là ở cái tảng đá trước mặt nhở. Không biết là phía trên mình có người nữa hay không. Thề luôn. Bạn ơi, các bạn ơi, các bạn đừng bánh mì kẹp thịt mình nhá, mình sợ. Mình có phải là thịt đâu anh em. Mà nghe đồn bảo thịt lợn đang tăng giá anh em ơi. Nhà ai có thịt lợn là giàu. Tôi bữa nay là tôi đâu có ăn thịt lợn đâu anh em ơi, toàn ăn thịt bò. Các bạn là nhà nghèo, đậu xanh này vỡ đầu này. Xong chưa? Ngon chưa? 5 kill luôn. Thằng nào lao nháo cho lên bảng điểm số luôn cho nó sợ này. Ok này, bom keo thì làm sao hả? Cầm a đúc phá luôn bom keo. Đấy, một viên nữa. Chạy đâu, uy vãi trưởng thằng bé. Dựng bom keo nhanh thế em ơi. Tí nữa nó lên bảng điểm số luôn. Dựng bom keo này, ok. Dùng a đúc bắn bom keo này. Làm sao? Phá luôn bom keo chứ ngại gì hả? Thanh niên rầm rơm này. Hơi tốn đạn tí nhưng mà hôm nay là anh chơi luôn với chú nhá. Anh làm sao mà phải ngại chú, uy vãi. Vãi, mù mắt. Mù mắt tôi anh em ơi. Thề mình bắn ngáo vãi ra. À thằng nào đây? Thằng nào đây hả? Ui chạy xuống chạy xuống. Chạy xuống. Lùi bước về sau để nhìn thấy nó dễ hơn anh em. Đậu xanh này vỡ đầu chưa làm sao? Ngáo hả? Công ẩu thế vỡ đầu chưa? Ui vãi lúa thề. Mấy bọn này chúng nó bắn căng thế anh em. Chúng nó lại tính là không chừa cho mình con đường sống nào. Thề luôn dã man. Mấy bạn chơi từ từ thôi. Chơi căng thế sao kẹo chưa được hả? Nà ní. Lên trên xem, hình như là nó lên tròi rồi anh em ơi. Nó lên tròi thì chắc là bỏ thôi anh em ơi. Bởi vì là anh em mà chạy lên theo phía đó thì thôi xong sấp mặt. Ơ mà 10 giây nữa bao thua à? Thôi thôi anh em ơi. Chạy nè nè nó ra không lại lên bảng đếm số sớm. Đấy, lại buồn. Thôi, hôm nay nè nè nó ra. Ui vãi trưởng. Anh em thấy chưa? Nó đang lên tròi, nó đang cam tôi đấy anh em. Đấy, thế này chơi gì? Nên là thôi anh em ơi, 36 kế chuồn là thượng sách thôi. Đấy, chúng ta sẽ chạy vào trong bo anh em ơi, theo cái lối này, thế cho nó an toàn. Chứ còn là chạy thẳng theo phía kia, thằng bé nó dã cho vỡ đầu. Lại hỏi là tại sao anh em ơi tôi lại mất đầu thì hơi bị buồn. Anh em ơi, mình nghĩ là mình chạy vào bo sẽ an toàn thôi anh em ơi, không lo đâu. Tầm này là chỉ còn lại có 10 đứa này. Như vậy là cơ hội top 1 của mình thì ngày càng gần hơn nữa rồi anh em ơi. Xem cố gắng top 1 cái nhở. Ơ từ từ đây. Mình vẫn đang rất là sát mò. Ok ok. Nào chạy kia vậy hả? Bạn ơi bạn ơi, bạn có muốn ăn đạn Aduk không hả? Ăn đạn Aduk này một viên này. Rồi nha, lên trên. Chạy lên trên chơi anh em mới chặn đầu nó. Tí nữa làm viên nữa thằng bé không xanh mộ mới lạ. Bây giờ là bo này còn rút máu của nó nữa mà anh em. Đây này, thằng bé dựng bong keo này. Dựng bong keo cả. Ui dồi ôi, dựng bong keo này vỡ đầu chưa? Hack sock chưa, buồn chưa? Thanh niên. Yes, tuyệt vời luôn, 7 kill rồi.
và còn lại 8 người chơi nữa nha anh em. Từ từ để kẹo chạy vào trong bo cái đã. Nghĩ gì mấy thằng này tuổi gì ăn kẹo được hả anh em ơi? Ui ui, bo này thì nó mới chỉ thấm xương xương thôi anh em ơi, không thấm lắm. Nên là các bạn hãy cứ từ từ các bạn di chuyển thôi, không có gì phải lo cả anh em. Được rồi, tầm này là quấn cho full cây máu cái đã. Nói chung là anh em không được tiếc túi máu. Tiếc túi máu lại ra đi sớm tí, anh em lại không có cơ hội dùng túi máu đấy chứ. Mà đạn Aduk còn 5 viên, chắc là mình xem mình đổi qua tạm cái cây súng trường nào đó thôi. Chứ còn là 5 viên này chơi gì anh em. Xem chúng ta có gì nào. À, một cây FVD thôi vứt. SVD bắn củi dã man luôn, Aduk bắn thì ngon, còn SVD bắn như quần què vậy anh em. Thế nên là thôi, tình hình là chúng ta lại tiếp tục lượn lờ xuống phía dưới thôi anh em ơi. 8 người chơi nữa, vẫn đang còn rất là đông người chơi luôn. Xem làm sao để sống dai lại còn phải kiếm top 1 nữa mới là điều khó khăn nè mọi người. Nào nào, chả thấy ai nữa cả, chúng nó lại trốn rồi phải không nào, thề luôn. Đây là game sinh tồn các ông ơi, không phải game trốn tìm đâu. Mà nhiều đứa chúng nó lại cứ thích chơi kiểu trốn tìm cơ. Nhiều khi mình chả hiểu tại sao kiểu nà ní. Tại sao chơi game phải như vậy? Game sinh tồn cơ mà các ông. Bước ra và chiến đấu như những người đàn ông đi. Ơ, hình như là xung quanh đây lại có người thì phải. Mình nghe thấy tiếng chân đâu đó này. Lô lô, đâu rồi em ơi? Ơ, chưa thấy ai nhở? Chạy vào trong này cái coi nào. Sao vậy ta? À, bên kia. Nó bên kia anh em, bên này này. Mày chết với anh. Mày chết với anh này, ngồi giúp góc nhà để biết ngay mà thề luôn. Có nhiều thằng chúng nó thích chơi trốn tìm vãi cả trưởng danh em ạ. Trong khi mình chả hiểu sao. À ngon. Tầm này là có Scar chiến đấu rồi. Aduk còn mỗi 5 viên là chơi gì hả anh em? Hên, đổi qua Scar cái lại để đạn tha hồ chiến đấu nha anh em. Nào, để mình sẽ lượn lờ ra phía ngoài coi xem là người đâu chứ. Giờ lại chả thấy ai cả. Ok ok, 5 thằng nữa à? Ui, căng à nha, căng à nha. Bo thì ngày càng nhỏ lại rồi nghe mơi. Và chỉ còn lại có 5 thanh niên nữa mà thôi. Phải nói là rất là căng thẳng rồi. Trong tim hồi hộp hơn cả lúc nãy con kia nó bảo với mình là Sarang-hê anh em ạ. Trong tim hồi hộp vãi trưởng ra. À mà thôi, chơi nhanh nhanh anh em ơi. Nhanh nhanh top một cái gọi điện cho gái nhờ anh em nhờ. Phê thế nhờ. Sáng sớm đang chơi game con bé Sarang-hê em thích anh. Ui, nghe kiểu ngọt, dã man, thích phết nhỉ anh em. Tôi chạy qua phía này coi. Ơ, có người à? Có người à? Rồi qua đây. Nào, qua đây. Vào đây mà lượm xác này. Ui dồi ôi, vào đây mà lượm xác này làm sao hả? Ok, hết đạn hả? Lấy cái scar bắn tiếp này, đúng rồi, lên bảng chưa em ơi? Ok luôn. Và tầm này thì còn lại 3 người chơi nữa trong trận đấu nha anh em. Đó, đồ ngon thì ngại gì, để bom keo sẵn ra ngoài rồi, quấn đầy cây máu luôn anh em. Rồi nhá. Và bo thì nó cũng đang thu lại rồi. Ui, càng phết anh em ơi. Lựa lựa đường mà chạy. Chạy linh tinh nó bắn cho bể sọ. Thì lại hỏi là tại sao mà anh lại không top 1 được. Ui, bình tĩnh. Ơ, chưa thấy người anh em ơi. Chưa thấy người đâu. À đây bên này, ok qua luôn nha anh em. Chúng nó ở bên này nè. Rồi nhá. Ơ, kìa, thằng nào có cây vậy? Thằng nào gốc cây vậy hả? Lên bảng đi, còn một thằng trước mặt nữa anh em. Ui, đây rồi. Đây rồi. Ngay đây à? Ngay đây hả em ơi? Ui dồi ôi, vỡ đầu, xong luôn anh em. Yes, top 1, ăn mừng thôi anh em ơi. Giờ thì xin phép anh em kẹo đi gọi cho gái nha anh em. Bye bye mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.